mình đưa với Nhũi đi thi cờ vua ở quận nhất. Với Nhũi năm rồi cũng đi thi mà được có 4/7 điểm thôi. Năm nay đi thi không biết như thế nào. Để xem kết quả như thế nào cho cập nhật tình hình cho các bạn coi nha. Rồi, bây giờ hãy kể lại 4 trận đấu sáng nay như thế nào, được bao nhiêu điểm và đấu như thế nào đâu từng trận đâu. Là cái trận đầu tiên con đấu với cái chị kia nó, mà cái chị kia đó chị chậm lắm. Lúc mà con vô con thấy lâu quá, con nói là chừng nào mới đấu vậy trời. Cái chị kia mới nói đấu nhanh rồi thua nhanh rồi ra đừng có khóc nha. Cái xong rồi á, hồi á con đánh con thắng gì đó luôn. Rồi cái ván thứ hai á, con đối với bạn kia kìa, con đấu hồi chỉ còn con vua của con với lại con vua của bạn rồi con xe của bạn thôi. Hồi con đánh con nhây quá bạn nói thôi hòa. Còn ván thứ ba là con gặp cái chị kia, con đánh cũng bình thường thôi nhưng mà chị đó làm hai loại kỹ thuật, ba loại kỹ thuật, không mới lần hai loại kỹ thuật xong rồi á con sắp thắng rồi, con có nhiều quân hơn. Con đang ghim con tượng với chị đó, tự nhiên chị đó lấy con tượng đi chỗ khác nên chị đó thêm một lõi nữa nên con thắng. Rồi cái trận thứ tư con đấu với chị lớp 5, con đem con hậu lên mà theo mà cái cách mẹ hay đi á, mà chị đó mắc bẫy luôn nên con dọn sạch sẽ quân chị đó. Rồi con đem con tượng lên, con chiếu ý gì đó luôn. Rồi cuối cùng được mấy điểm? Con được 3.5. Chiều nay con thi đấu mấy ván nữa? Chiều nay con thi đấu 3 ván nữa. Thì dự đoán khả năng của con là chiều nay con sẽ thắng, sẽ được bao nhiêu điểm trong 3 ván đó? Con sẽ được 5.5 trong 3 ván giao ván đó. Tức là chiều nay được 2 điểm nữa hả? Dạ. Rồi, good luck con nha. Dạ, cảm ơn mẹ. Bây giờ thì đang ngồi chờ kết quả. Tổng cộng thi đây đấu 7 ván và được 5.5 trên 7. Năm rồi thì ví dụ được 4/7, không có giải nào hết. Thì năm nay là 5.5, hy vọng là có giải thí sinh nhiệt tình nhất thi 2 năm liên tiếp. Để chúng xem hồi có giải không nha. Con đấu với cái bạn Nguyễn Vĩnh Kim mà ai cũng nói Nguyễn Vĩnh Kim nó đánh rất hùng mạnh mà bạn nó 5 điểm luôn, bạn nó chưa thua trận nào hết. Rồi con đánh cũng bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết á. Cái xong rồi con sắp con hậu, bạn nó tự nhiên đem chốt kiểu như để thi chốt cho con á. Con không nghĩ là cái nút đó là cái nút như thế nào nhưng mà tự nhiên con công hậu cái bạn đó đem con chốt xuống rồi không, đầu tiên bạn đem con hậu xuống, con đi lên mẹ nó đem chốt xuống con bí luôn. Này nè, bạn nó lên chốt đúng không, là ngay cái đường chốt con có thể ăn vô nhưng mà con không ăn, con đem luôn xuống để con hậu. Cái xong rồi bạn nó đem con hậu vô chiếu con đi lên bạn nó đem chốt xuống mà con không thể ăn con chốt được tại vì hậu đem được con chốt. Con á, buổi sáng con thi được 3.5, buổi chiều con được 2, con có làm tất cả là 5.5 luôn. Mấy cái bạn hạng nhất á là 7 lận. Con đánh với cái bạn hạng nhất đó rồi thua 1. Con rất là hồi hộp cũng không biết được giải rất hay được giải đồng thì con. Nhưng mà mẹ đã hứa với con là con buổi chiều con thắng được 2 ván là mẹ đi mua quà. Kết quả cá nhân nữ khối lớp 4 năm. Hạng nhất bạn Bùi Hương Lâm Giang trường tiểu học Nguyễn Vĩnh Khiêm. Hạng nhì bạn Nguyễn Thanh Nhiên trường tiểu học Trung Tiên Hoàng. Hạng ba đồng hạng ba Đinh Xuân Khánh Vân trường tiểu học Green School và Đặng Bảo Trân trường tiểu học Nguyễn Vĩnh Khiêm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ nhà ngươi hãy cho biết suy nghĩ của nhà ngươi khi nhà ngươi đạt giải nhì đi. Dạ, đó chính là con thấy cảm rất là vui, bởi vì đang lúc mà con không biết con có đạt giải khuyến khích hay giải ba hay không thì con nói con được hạng nhì rồi, rạng ba đồng đội luôn. Trời ơi, con vừa khủng khiếp, một lần con kiếm được 4 huy chương luôn, còn 2 huy chương mà cộng thêm 2 huy chương nữa nha, là 4 huy chương luôn. Giải đồng đội là của tập thể chứ không phải của mình con. Nhưng mà mỗi người được một cái. Mỗi người được thêm một cái nữa hả? Có không? Mỗi người được một cái. Vậy hả? Một cái cho một cho một đội ai giữ? Cho trường, cho trường Đinh Tiên Hoàng. Giải đồng đội là cho trường chứ không phải cho cá nhân. Nhiều cá nhân đồng đội lắm. Thì cho một cái cho trường thôi, chút nữa để coi nè nha. Cười lên coi. Người ta nói là mỗi người được một cái, ai cũng vậy mà. Vậy hả? Chị đó. Chị đó không làm gì hết, chị cũng được huy chương đồng đội đó. Thì hồi năm trước cũng vậy. Giơ lên, giơ chân lên coi. Con được thưởng 500 ngàn nữa nè, ở lộn 50 ngàn nè. 50 mà lộn 500.